Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cách bảo dưỡng hệ thống điện nhẹ tại dự án chung cư Moverlinen. Trước khi bảo dưỡng, chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ sau. Thứ nhất là kìm móc vuông, thứ hai là chổi quét, thứ ba là tô vít hai cạnh và bốn cạnh, thứ tư là đồng hồ đo, thứ năm là rẻ lau, thứ sáu găng tay và kèm theo phong bảo dưỡng, máy hút bụi. Tiếp theo tôi xin giới thiệu về các bạn về cách bảo dưỡng hệ thống điện nhẹ tại dự án chung cư Vân Em. Đầu tiên chúng ta sẽ rút nguồn cấp cho hệ thống điện nhẹ. Sau khi rút nguồn xong, chúng ta chuẩn bị rẻ lau và chổi quét để vệ sinh. Và tiếp tục chúng ta sẽ dùng máy hút bụi để hút. Sau khi bị xây xong, chúng ta tiếp tục dùng tô vít hai cạnh bắt đầu siết những điểm tiếp xúc. Sau khi đã siết xong, bắt đầu chúng ta sẽ lắp trả đạn. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về cách bảo dưỡng hệ thống điện nhẹ tại dự án chung cư Moverlinen. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.